vượt qua bao nhiêu cháu lực để đem tiếng hát của mình đến với mọi người của giới trẻ, và được coi như là một trong những tiếng hát thần tượng của giới trẻ yêu nhạc từ đó cho đến bây giờ. Hôm nay tại Hanover, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu phần trình diễn của Lương Tùng Quang. Lời nói đầu tiên tôi quan xin gửi lời chào trân trọng nhất và thân ái nhất, lời chúc sức khỏe và hello đến tất cả quý vị có mặt đêm nay. Hello. Hình như là ở Hanover này thì Quang chưa bao giờ có dịp tới. Đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Em có tới đây chưa ạ? Chưa bao giờ. Nên hôm nay em rất vui có dịp được đến đây, thăm đồng hương của mình và cũng góp tiếng hát để cho quý vị có được không gian âm nhạc thật là vui. Và quý vị sướng, quý vị ngồi đây đông người, tụi em ở trong đó lưu thưa vài người mà nó rất là lạnh quý vị ơi, coi như là có một cánh cửa đóng xuống mà gió nó cứ luồn vào bất luồn vô bất tận, thành nữa tụi em coi như là cũng rúng hết trơn trong đó. Vậy bây giờ mình nãy giờ thì quý vị cũng thưởng thức giọng ca tuyệt vời của người ca sĩ Đồng Nam. Bây giờ đến với Quang thì mình nhảy được không ạ? À? Yeah. Mình quay lên nha. Yeah. Chứ bây giờ em lạnh quá rồi. Và sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc vũ điệu mà người Việt mình yêu quý nhất, vũ điệu Cha Cha với ca khúc đường mang tên Hoang Mang.
Bài hát được mang tên Vết Thương Cuối Cùng.